Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam Mô Di Đà Phật. Thì hôm nay thì Quốc Thành có được nhân duyên gặp được ông Tư. Thì Quốc Thành được thấy ông Tư nói đạo rất là hay nên đã vào trò chuyện cùng với ông Tư. Thì mời quý vị cùng với Quốc Thành đến đây để xem cùng trò chuyện với ông Tư quý vị. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Của trong kinh giảng có nói về những cái năm sau này mới mà nó phát sinh, nhất là cái dịch bệnh mà nó lớn rồi đó, thì nó tạo những cái thời gian rất là ngắn cho cái thời kỳ, tại vì cái dịch bệnh nó chết rất là nhanh, nó lẹ do chỗ đó nó làm cho con người phải chịu nhiều cái ảnh hưởng tai ương đau khổ, cái cảnh chết chóc tang thương này. Vì vậy mà cái quá trình mà trong giảng kinh mà nói về cái thời gian của cái chu kỳ của cái hào quân nó hết đó, nó đã hết rồi, nói là mấy chục năm nay chứ không phải mấy năm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng cháu có đủ nhân duyên để gặp được một ông Tư, biết ông thứ Tư. Dạ thì cũng biết ông có nghiên cứu giáo lý của thầy của bên phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Cho nên chúng cháu đến đây để nhờ ông chia sẻ về đạo lý cho bà con hiểu biết thêm ăn tu hành. Thì kính thưa ông Tư, thì cho chúng cháu hỏi là hai câu giảng của thầy là khổ ách này đặng thức tỉnh trần, gần thiên định tuồng đời sắp hạ, có phải là thời buổi này là thời buổi cuối đời hạ môn mập pháp không ông Tư? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời ông Tư. Trước nhất thì bây giờ tôi xin trả lời cái vấn đề hai câu hỏi mà chú Quốc Tàu đã nêu ra ở phần này. Vấn đề nó thuộc về cái thời gian của cái con người có cái sự thức tỉnh hay không thức tỉnh. Bởi vì cái khổ khi mà nó sanh ra phát sanh nhiều thì con người nó mới có cái sự quay đầu hướng thiện để trở về cái con đường giác ngộ tu hành. Nó liên hệ tới cái phần thứ hai nữa là vấn đề cái thiên cơ thời cuộc, tức là cái vấn đề mà cái khổ ách khi mà nó đến thì con người chịu cái khổ đó, nó dằn vặt tai ương, nó sanh ra con người chịu không có nổi, tức là quay trở về với cái tâm linh bên trong để mà mình tu hành đó. Thì cảm ơn ông Hai đã chia sẻ cái việc khổ ách này để tỉnh trần. Thì kính thưa ông Hai, thì trong thời gian gần đây đó ông Hai, thì năm nay là năm Nhâm Dần, mà tất cả giống như sách giáo lý của thầy cũng nói là năm Dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm Mẹo như tơ gối cuồng. Vậy năm Dần này các như chiến tranh cũng xuất hiện vào năm Dần, dịch bệnh xuất hiện vào năm Dần. Xin hỏi vị, xin hỏi ông Tư là có phải năm nay là năm khổ khó của trong sách vở để không Tư? Là Nam Mô Di Đà Phật. Về cái năm Dần này thì trong có nhiều sách vở bên cái sấm tạng trình cũng có nói là Tý Sửu Dần 3 năm. Trong cái 3 năm sau khi mà cái nạn dịch nó đã hoành hành khắp nơi trên toàn thế giới, rồi kể cả Việt Nam thì ở từ miền Bắc cho tới miền Nam nhiều cái cảnh khổ rất là nhiều. Do đó mà năm 19, 20, 21 thì 3 năm đó nó đã tạo nhiều cái khổ cho con người quá điêu đứng lầm than. Nhất là những cái bệnh mà những người có cái bệnh nền nhiều là qua không nổi, qua không khỏi, chết rất là nhiều. Nhưng mà cái bệnh đó, nó xách ra ở từ bên Trung Quốc chuyển sang về tất cả các nước trên thế giới, Việt Nam mình mới có bị 3 năm nay thôi. Tất cả các nước trên thế giới nó bị 120 mấy nước. Thì trong đó Việt Nam mình coi như nó nhẹ, so là các nước khác là nhẹ hơn. Nhưng mà nhờ cái vấn đề trai lạc của bên tôn giáo, bên Phật giáo Hòa Hảo và Bửu Sơn Kỳ Hương, nó tạo dựng cho cái sự mà ăn về rau cải đó, nó nhiều. Rồi nó có cái chất mà thuộc cái màu xanh của mấy cái lá cây rồi này kia, nó tạo cái đề kháng cao, do đó mà cái sự chết chóc nó ít hơn tất cả các nước khác.
thấy vậy thì mệt hơn. Ở những cái nơi, ở những cái nơi mà đông người thì mình thấy cái sự việc nó hơi nhiều hơn ở những chỗ khác, tức là cái cảnh đông quá thì nó phải có cái sự dịch, lây lan của dịch bệnh nó rất là mạnh, thành ra cái khổ của 2023 2020 2019 2021 nó nhiều. Tới năm dần qua đây thì coi như nó đã hoàn toàn là coi như nó phục hồi trở lại bình thường trở lại. Vậy thì theo như ông Tư đó thì Đức Thầy cũng có xuống bút viết là năm 1939 là Hạ Nguyên này đã hết đời, mà đến nay là 83 năm rồi ông Tư. Theo như ông vậy thì cái chu kỳ này nó đến chưa ông Tư? Chu kỳ này đến rồi. Tại vì trong giảng kinh của tất cả bên Bửu Sơn Kiều Hương cũng như là bên Phật giáo của Thầy có nói cái đoạn nhiều đoạn của trong kinh giảng có nói về những cái năm sau này mới mà nó phát sinh, nhất là cái dịch bệnh mà nó lớn rồi đó, thì nó tạo những cái thời gian rất là ngắn cho cái thời kỳ, tại vì cái dịch bệnh nó chết rất là nhanh, nó lẹ do chỗ đó nó làm cho con người phải chịu nhiều cái ảnh hưởng tai ương đau khổ, cái cảnh chết chóc tang thương này. Vì vậy mà cái quá trình mà trong giảng kinh mà nói về cái thời gian của cái chu kỳ của cái Hạ Nguyên nó hết đó, nó đã hết rồi, nói là mấy chục năm nay chứ không phải mấy năm nay. Trong có đoạn giảng mà thầy có cái là Hạ Nguyên đã hết đời đó, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can, thì cái chuyện đó nó đã nói trong 80 năm nay, 80 năm nay. Bây giờ nó đã xảy ra cái sự việc nó đến cái kỳ chót cuối cùng rồi đó của cái Hạ Nguyên để chuyển lập qua cái Thượng Nguyên Thánh Đức. Đây là cái thời kỳ mới. Tại vì qua cái dịch bệnh này thì nó sẽ còn những cái dịch bệnh khác, mà những cái cảnh mà làm cho con người phải đau khổ, tang thương rất là nhiều. Vậy ông Tư ơi, vậy thì theo như ông Tư vừa nói là sẽ còn cái chặng giống như là có khi nào là Đại Tam Thế Chiến xuất hiện không Tư, hoặc là Biển Đông dậy sóng không Tư? Thì cái vấn đề đó thì nó thuộc về liên quan tới cái cơ tạo hóa rồi. Nó ảnh hưởng rất là nhiều trong vấn đề mà chiến tranh thế giới thứ ba, thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai, khoảng 2014 cho tới 2039 đó. Rồi kết thúc cho tới bây giờ là 2022, thì theo như cái cơ giảng thì đã đến cái thời kỳ kết thúc qua cái trận chiến thứ ba. Trận chiến thứ ba nó đã bùng nổ rồi đó. Ở Nga với ở nước nào đó, nó đã bùng nổ cái này 4 tháng mấy. Đó là cái cơ mà Phật Thánh Tiên đã cho biết là cái cơ tài nghiệp đó hết, không còn, nó chuyển lập qua cái Thượng Nguyên Thánh Đức luôn. Thì theo như cái cơ giảng thì nói là 22 23 24 25 25 thì nó hết cho nó không còn cái tai ương nữa như bây giờ nữa. Bây giờ thì nó chưa tới cái cảnh khổ đói, nhưng mà đói nó sẽ tới, tại vì cái xăng dầu mới cháy thấy nó lên, thấy không? Rồi cái hàng hóa vật dụng cái gì cũng phải vận chuyển bằng xăng dầu hết. Dạ, thì nó phải lên. Xăng dầu lên khủng khiếp. Đó là cái nguyên nhân chính đó. Nguy hiểm cái khổ, cảnh khổ rất là nhiều. Rồi nó có cái cảnh khổ mà lương thực tất cả các nước khác đó, nó không phải sản xuất thực được như Việt Nam mình á, thì những nước đó sẽ khổ nhiều. Vận chuyển hàng hóa lương thực nó rất là khó khăn. Dạ. Sắp cái đói tới ạ. Đói hả? Khổ với đói tới bây giờ đó. Thầy đã cho biết trước rồi mà, còn ngồi nhắc nhở nữa. Ở trong giảng cơ thầy mới mấy chục năm nay. Dạ thì con có thấy được cái thời sự nó có báo được cái ở ngoài nước Trung Quốc đó, thì mặt trăng đỏ nè, rồi mặt trăng đen nè, rồi dòng sông máu nè đó, rồi trên trời có những cái là dằn lốc xoáy mà nó đi ra đi vô đất liền nó giỡn nè. Là tất cả thiên tai lũ lụt về đổ về Trung Quốc, phải chăng là người Trung Quốc ở ác cho nên mới bị thiên tai gì không vậy ông Tư? Cái người Trung Quốc nói chung quy thì mấy ngàn năm nay rồi nó là đánh
tất cả các nước trên thế giới, mà nhất là Việt Nam mình thì coi như là nó đã đến rất là nhiều lần, rất nhiều, mấy ngàn năm chứ không phải mới đây. Nhưng mà cái cuộc này thì nó cháu mới nhớ là hồi cái năm 78, 79 đó, nó có tràn qua đó, 16 tỉnh miền Bắc của mình đó. Yeah. Ừ, rồi nó dây, nó hướng qua về bên Campuchia để mà nó tạo cái sự rối ren của cái cảnh biên giới đó, rồi nó tạo gì, nó làm cái cảnh khổ của tất cả các nước trên thế giới rất là lớn. Do đó mà cái âm mưu của người Trung Quốc rất là nặng đối với cái vấn đề của các nước khác, không phải như mình, nên Đài Loan rồi các nước khác, chứ không phải Việt Nam mình không. Cái cảnh đó nó tạo cái rất là đau khổ. Chính vì đó mà Thiên Nga Đen rồi tất cả các cái điểm mà hồi nãy cháu nói đó thuộc về những cái hiện tượng mà nó báo trước rằng cái cảnh mà khổ của Trung Quốc nó sẽ đến. Dạ. Cho nên lũ lụt khủng khiếp không có tưởng tượng nổi Trung Quốc. Báo trước tôi nói vậy mà nó không sợ nữa không? Nó không sợ. Dạ, tại vì nó cộng sản nó đâu có biết gì vấn đề mà thiên cơ thời cuộc đâu cháu. Dạ. Vấn đề đó nó không có sợ. Chừng nào mà đến cái mức độ mà nó đã đến cái tiêu diệt nó mới hay thôi. Dạ. Ừ. Đến chừng đó mới gian linh mà chịu ha. Ừ. Đó. Ở đây thì mình không có dám nói về cái thi cơ nhiều. Dạ. Mình chỉ trong giảng kệ. Chích vô cái trong giảng thôi. Ừ, trong giảng phần nào thôi chứ mấy cháu đã biết rồi. Dạ. Đó. Nó y như vậy đó, nó không có khác đâu. Y như giảng kệ à. Dạ. Dạ thì ông Tư ơi, vậy thì ông Tư có đôi điều gì để nhắn nhủ với bà con trên cộng đồng mạng là mình khuyên bà con nên tu hành như thế nào ông Tư, để mình vượt qua khó khăn này ông Tư? Thì riêng tôi thì cá nhân tôi đã chấm dứt cái con đường sát sanh hại mạng bằng cách là tôi đã thực hiện cái con đường ăn chay năm 1972 cho tới bây giờ. Bây giờ là năm mùa hè giật lửa đấy không? Ờ, trước giải phóng năm 75 đó là 3 năm, tôi đang trước rồi. Tức là thấy cái diễn cảnh mà đau thương của tàn khốc của nhân loại, rồi của đồng bào mình phải chịu đó, nó đã nhiều năm. Tôi ăn rất là ăn chay rất là lâu, do đó mà cái cảnh khổ đó thì bây giờ mới bắt đầu nó diễn ra thôi, nó diễn có mấy năm nay thôi. Từ khi mà dịch bệnh rồi tất cả những cái cảnh tai ương tàn khốc do nó lũ lụt lốc xoáy động đất tất cả các nơi, bây giờ mới ở đây cái cơn mà động đất mới vừa rồi ở Afghanistan đã chết 1.700 người, khủng khiếp, và bị thương không biết mấy trăm ngàn người. Mới gần đây không? Mới gần đây, mới có 30 nay thôi. Đó là mấy cái cảnh mà nó đã sâu xé con người trong cái cảnh thiên tai mình không để chống đỡ được hết. Gây cái khổ nó rất là lớn. Cái khổ mình không có tiếp đỡ được bằng cái phương tiện máy móc nhiều không được hết. Đó là cái khổ mà nó gần kề đó cháu, gần kề cái chết đó. Chứ con mắt mình cái chết nó đã diễn ra. Không có cách nào để mình chống đỡ hết. Dạ vậy mà dân bây giờ không, cũng không sợ nữa không tôi? Ờ, con không sợ. Dạ không thích trận. Dạ. Khổ anh này rằng thích tỉnh trần đó nha. Dạ. Rằng thiên định tuần đời sắp hạ, cái tuần đời nó đã chấm dứt rồi, nó vậy đó. Dạ. Vậy đó mà còn không sợ nữa, nó mua với Đạo Phật. Thì bây giờ tôi nhắn nhủ hết tất cả cộng đồng mạng ở trên toàn thế giới cũng như Việt Nam mình nữa, thì cái thứ nhất mình muốn để tạo một cái sinh khí lâu dài, tức là cái con đường mà sanh sống lâu dài thì phải ăn chay mới được, phải trường dài. Thầy đã nhắc nhở cách đây mà 80-90 năm rồi, thầy đã nói ít nữa mình cũng phải ăn chay 1 tháng 4 ngày. Đó. Thì sau này thì mình mới ăn lần lần lên 8 ngày, 16 ngày, 8 ngày, 10 ngày rồi tới trường chay luôn, thì nó mới chấm dứt cái con đường sanh mạng của cái sự chết chóc đau thương này nữa. Đó là cái cảnh mà mình chấm dứt ngay cái sự mà sát sanh trước, rồi tất cả những cái giới điều khác mình bắt đầu mình làm theo. Đó là cái cảnh mà mình chấm dứt cái sự đau thương tại chỗ bằng cách ngăn chặn một nghiệp sát. Ừ, ngăn chặn nghiệp sát. Đó là cái thứ nhất của cái nhà Phật. Còn có ý thứ hai là niệm Phật đúng không ông Tư? À, cái niệm Phật thì ai cũng biết rồi. À, quan trọng, cái đó quan trọng, ông phải nhắc cho bà con đó. Đó, thì bây giờ cái bước thứ hai nữa thì mình phải niệm Phật để gì? Để tạo cái duyên lành đối với Phật Pháp, để mà mình quay đầu hướng thiện cho nó nhanh. Cái cuộc niệm Phật là nó vậy đó. Dạ, ông Tư thì niệm Phật niệm làm sao mà cho nó đúng không Tư? Ông Tư có thể diễn giải giùm con. Dạ. Cái niệm Phật mà muốn cho nó đúng thì hãy chuyên tâm, tức là mình thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi thường xuyên nghĩ đến cái việc lành, việc phải, việc chân chánh hả làm, việc nào không chân chánh đừng làm. Đó là cái gốc của cái đạo, cái lý chân mà nó là niệm Phật phải dẹp lòng tà. Ờ, không nhớ từ bi hai chữ ngâm nga. Đó. Rồi đi đứng đó. Cũng là chi chí. Ờ, nó như vậy đó. Dạ. Cái gốc của mình là cái đạo chân, cái đạo chánh.
Cho nên thầy mới ra đời chi để mà chấn chỉnh cái giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni lại. Cái giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni sau này nó bị như là lồng lộn cho tất cả các cái tôn giáo khác, nó chèn vô ép vô để mà nó làm những cái chuyện mê tín dị đoan đó. Dạ. Mấy cái đó thầy đó ngăn chặn từ lâu rồi. Dạ, là cái thằng Tú hay không? Thằng Tú đó. Tu theo lục tổ chứ đừng tu theo thằng Tú, thầy đó có dặn rồi trong giảng kinh đó, đó rất là rõ. Mà nếu mà mình còn ương ngạnh á để mà mình theo cái thằng Tú thì dĩ nhiên là phải tạo một cái sự mà chồng chéo của cái đạo Phật nó không có đúng. Do đó mà đức thầy ra đời để mà chấn chỉnh cái con đường vô vi chánh pháp trở lại. Đó là gốc của đạo. Nó mới còn tồn tại được. Còn cái gì mà nó thuộc về cái hình ta, hình thức của bên ngoài, tức là cái hiện tượng đó, nó thì nó phải hủy diệt thôi. Hủy diệt, hủy hoại theo cái thời gian. Nó sẽ hết, không còn. Thì hôm nay tôi có mấy cái lời để nhắn nhủ với cả anh em huynh đệ, hãy ráng chuyên tâm. Trước nhất là chai lạc, rồi mình niệm Phật, đó là hai cái điều căn gốc của bạn nhất. Rồi giữ cái lòng là lòng lành. Thầy nó có dạy trong cái giảng kinh, thầy nói nhắc lại cái thứ nhất, hãy làm tất cả mọi điều chân chánh rồi được tiền và chấm dứt tất cả mọi điều ác. Nghĩ làm sao cho cái tấm lòng của mình nó được thanh cao trong sạch. Đó là cái lời của chư Phật dạy hàng xuyên suốt cả mấy thế kỷ rồi, chứ không phải mới đây. Dạ ông Tư ơi, thì lúc nãy con có nghe ông nói ông là tu theo bên phái Bửu Sơn Kỳ Hương, vậy thì bên phái đó có cái gì lạ với đối với bên Hòa Hảo mình không ông Tư? Không, bởi vì Phật giáo Hòa Hảo là cái nguồn cội tồn tại sau cùng của Bửu Sơn Kỳ Hương. Sau khi mới phát sanh cái đường lối của Bửu Sơn Kỳ Hương thì lúc đó Đức Phật Thầy Thế An mới ra đời, thì cách đây là mấy trăm năm, đó là một cái thời gian quá lâu. Nó còn có cái sự xê dịch cái đường lối đó. Với lại cái phần nữa là ở trong mấy cái phần mà về những cái tôn giáo khác thì lúc đó còn sơ khởi, cái giáo lý giáo điều nó không có được minh bạch rõ ràng. Như sau này để mà sáu ương giảng Đức Thầy ra đời thì rất là rõ ràng. Dạ. Chấn chỉnh lại hết tất cả những cái đường lối mà sai lệch của Phật giáo á. Rồi kể cả những cái tôn giáo bên Bửu Sơn Kỳ Hương mà mấy trăm năm về trước nó có cái sự sai lệch thì nó đã chấn chỉnh lại thêm một lần nữa. Tức là 4 năm đời của bên Bửu Sơn Kỳ Hương ra đời rồi, tới thầy làm sao đời. Do đó mà nó được cái sự mà chấn chỉnh rất là hoàn mỹ. Có lẽ là nó sẽ đẹp đẽ luôn rồi, nó không còn. Dạ, con nghe ở bên Bửu Sơn Kỳ Hương là tức Phật Thầy Thế An đúng không? Đúng, ông lúc đó Phật Thầy Thế An cái nguồn gốc phát sinh từ đó. Thì con nghe nói Phật Thầy Tây An đó có tiên tri mấy cái câu mà bây giờ là có hết trơn á ông Tư. Đặc biệt con Tư giống như sông Tiền Mỹ Thuận Bắc Cầu, núi cấm quá lầu lộ dễ gần đây. Bây giờ sông Tiền Mỹ Thuận Bắc Cầu đó ông Tư. Rồi, đó. Tuyệt vời thiệt chứ. Cái diễn biến của bên Bửu Sơn Kỳ Hương nói thì rất là rõ, thành ra cái sự việc nó đã từng tự theo thời gian nó có hết trơn rồi. Không có cái gì là không có. Mà tại vì mình không có chuyên tâm trí tới đó, mình không biết. Thật sự cái gì nó cũng có hết. Mà cái giáo lý của bên Bửu Sơn Kỳ Hương là một cái giáo lý vô cùng sắc bén và vô cùng màu nhiệm. Dạ. Rồi vậy là sau này là Đức Thầy mình mới canh tăng lại hả ông Tư? Canh tăng. Thầy ra đời cái lần chót của cái lần thứ 5 là Thầy canh tăng hết tất cả các cái giáo điều, gom gọn là hết tất cả mọi cái sự hành xử của cái về đường lối, cách thức tu hành, rồi cách thức mà chôn cất, rồi cách thức cúng quải. Thầy dạy rất là rõ, không có cái thiếu gì trong cái đời sống của con người tại gia cư sĩ của mình hết đó, không có thiếu. Thành ra mình coi noi theo đó để mà mình tu hành thì cái điều chân đó nó sẽ thể hiện cái sự mà màu nhiệm thôi, chứ không có gì hết đó. Dạ thì lúc trước á mấy đệ cũng có nghe cái câu giảng là tạm ngưng đạo đức ít ngày thầy qua, mà thầy đi ít ngày mà tới 83 năm rồi, ông Tư ông có thể nói một câu đó cho cái điều này nó nằm ở trong cái bí mật của cái thiên cơ, tại vì cái giáo lý biên thiên cơ thì cái giáo lý đó nó rất là siêu màu, rồi có khi mình nói mà có người đã không có nghe, tại vì một ngày của thiên giới tới bằng cả mấy trăm ngày, cả có khi cả tháng, có khi cả năm, nó dùng tùy theo có dùng. Dạ, ông cứ nói đi dạ, dạ. Nào, ông hiểu ông cứ nói đi. Thành ra cái một ngày của bên thiên giới thì nó bằng cả năm ở dưới trần gian này. Thầy đi mấy ngày thì nó là mấy năm, mà mấy tháng thì nó là mấy chục năm. Cái giáo lý đó là cái giáo lý biên thiên cơ thời cuộc, nó rất là siêu màu, rất là màu nhiệm. Mình không có hiểu được cái thời gian đó, chứ đừng nếu mình không biết rồi mình trách rằng tại sao nó mấy ngày mà bây giờ nó cả mấy chục năm rồi mà không tới. Dạ. Nó tới rồi đó, tại không thấy cái khổ nó tới rồi đó.
xăng dầu lên cái gì nó cũng lên, cái gì mình ra chợ mình mua là cái thấy nó lên giá. Giống như thầy nói là chết trên không kịp thì thầy về đó, ha. Ờ. Dạ. Nhưng mà cái giáo lý của bên Bửu Sơn Kỳ Hương là một cái giáo lý siêu màu của đạo Phật, ở cái chỗ là nó biến chuyển theo thời gian. Tức là một ngày của thiên cơ đó nó bằng cả năm ở dưới trần gian. Thầy đi về cái chỗ vô hình, tức là cái chỗ vô vi Phật pháp, cái chỗ đó nó rất là cao siêu màu nhiệm, không có phải là cái chỗ bình thường ở thế gian của mình. Thành ra mình không có tính được cái năm tháng ngày giờ mà giống như đây được không? Không có. Cái ngày giờ của cái năm tháng vô vi, cái ngày giờ nó rộng rãi lắm, nó mênh mông, nó bát ngát. Cả một ngày mà tới bằng một năm ở thần gian thì mình thấy là cái chuyện đó nó siêu mộc lắm. À, hồi lúc trước ở tại chỗ sông Vĩnh Tế mình nè, có một cái ông lão, ông bơi xuồng, ông tất cả các YouTuber đều nói là giống thầy về. Bây giờ theo như ông Tư là cái chuyện đó là người ta quan đường hả sao ông Tư? Xin ông Tư diễn. Chuyện đó thì đối với những cái người mà họ mong mỏi quá lâu, dạ, họ có một cái sự mà hằng nhớ nhưng thầy quá mức độ đó, họ như là cái mộng mị của họ nó quá cao, nó tạo những cái diễn ảnh nó không bao giờ có. Ngày giờ thầy về là cái ngày vinh quang của đất nước, cái ngày giờ vinh quang của bên cái Tam giáo, tại vì sau này nó thống nhất hết là các tôn giáo lợi hết để mà tạo dựng một cái đạo gọi là cái thượng quân thánh đức của Long Hoa hội đó. Bắt đầu bây giờ ngày hôm nay nó đã vô Long Hoa, vô cái thế giới Long Hoa rồi chứ không phải không. Mà bây giờ mình còn thờ ơ đó, mình không có nghĩ tưởng tới cái chuyện mà sửa tâm sửa tánh để mà tu hành để trở về với cái nguồn cội gốc của mình. Cái sinh tinh tế này là nó rất là màu nhiệm đó, tại vì nó là cái dòng sông mà có một vị Phật ra đời, dạ, một trong năm người đó, tức là Sư Giả Mã Khoai, hiểu không? Đúng. Sư Giả Mã Khoai đó, ông lưu diễn trên cái sông tế này rồi mất dạng luôn, ngài không có một đệ tử nào hết. Vì sao khi là Đức Thầy lãnh lệnh của Đức Ngọc Đế, lãnh lệnh của Hội đồng Chư Phật rồi thì Đức Thầy mới xuống để mà thu nhận cái tín đồ mấy triệu người trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi, từ ở An Giang mà dài xuống tới Bạc Liêu, Cà Mau, tất cả các tỉnh đều rất là đông. Bây giờ thì như là mình tính cái số mà tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo là không biết bao nhiêu triệu rồi đó. Không biết con số chính xác được. Vô số tính điểm. Không. ông có nhớ lại một cái đoạn chuyện con Sư Giả Khoai không? Khoai ổng nghe con nghe nói ổng bán khoai cho ai muốn cân lấy đâu không? Ổng không bao giờ cân, ổng không bao giờ cân cho bất cứ một người nào xuống mua khoai hết. Cái rổ đó, cái cân đó cứ cân mà lấy đi, lấy nhiều lấy ít tùy ý à. Hả, lấy nhiều thì nó thành đá, mà lấy ít thành khoai. Do nó cái lòng tham đó. Lấy đủ thì đúng rồi, để nấu thành khoai. Còn mà nấu mà lấy mà nhiều quá, cân vô thì lúc đó mà khoai khi trở về mình nấu rồi thành đá được, chứ không thành khoai được. Đây là cái câu chuyện vô cùng mau nhiệm của Sư Giả Mã Khoai. Ít ai biết lắm. Mà con nghe nói là mấy cục đá bây giờ được mấy người dân ta còn thờ nữa phải không? Mấy cục đá đó, tại vì nó biến từ củ khoai ra cục đá. Thành cái hình thể đó người ta còn lưu giữ lại để mà giữ cái dấu tích đó. Còn dấu tích trên dòng kênh chính tế này đó. Còn có những cái câu chuyện mà ở miền Trung, ông sư giải có về ngoài nữa, tức là có ở mấy cái khu vực ở khu vực về bên Phật giáo Hòa Hảo của mình ở miền Trung, ngoài có mở cái ban trì hiệu ngoài đó. Rồi. Ở miền Trung á, không biết tỉnh nào tôi không có nhớ. Thì có cái hòn đảo đó, hòn đảo khoai. Rồi có những người dân ở trong cái bờ này nè, họ đói khát, họ ra ngoài, họ đào khoai, họ lấy về họ nấu, là khoai. Người nào tham lam quá, nấu nhiều quá, lấy nhiều quá thì nó thành đá. Y như cái câu chuyện ở kinh Vĩnh Tế mà Sư Giả Mã Khoai đã truyền thừa vậy, rất là mộng nhiệm. Đó là những cái dấu tích mà còn noi lại trong cái dân gian của những cái người mà lớn tuổi như tôi thì biết hết trơn à. Dạ thì đó, nhờ mấy chú có biết được chuyện nó kể cho mấy bà con nghe. Vậy rồi theo câu hỏi cuối cùng thì chú là phái Bửu Sơn Kỳ Hương, chú tu theo phái Bửu Sơn Kỳ Hương cũng như Hòa Hảo thì chú cúng kiến như thế nào? Mình ăn chay lạc thế nào chú? Thì trong cái phần mà cúng thì sáng chiều mình lên hương chiều sáng hai buổi đó,
mình cúng kiến theo những cái lời mà thầy đã diễn giải ở trong cái sám giảng, rồi mà cái phần mà của mấy cháu như nhu ý rồi nó có chỉ cái cách mà cúng kiến rồi giống như bên quả bao nhiêu thời gian vậy đó, mình có hai chỉ có hai thời thôi, thầy hồi chánh chơi lơ vậy nhớ là được chiều đó mà nhớ ngàn chai lạc là gốc nha. Tại vì con đường chai lạc mới chấm dứt sát sanh được. Nếu cho mấy cháu không ăn chay không thể chấm dứt sát sanh được. Muốn chấm dứt sát sanh phải ăn chay. Không có cách nào khác hết. Không có cách nào khác ngoài cái cách đó. Đó là cái con đường gốc của cái đạo. Muốn sanh tồn thì phải giữ cái nguồn gốc của cái đạo đó. Dạ. Ông Tư ơi, thì bây giờ ông Tư thì con thấy mà mọi người hầu như người ta cũng thờ ơ quá, giống như người ta không có quan tâm những cái việc tu hành với ông Tư. Thì mà thầy nói không tu trường khổ cũng ưng. Vậy giờ theo ông Tư là sau này sẽ tiêu diệt cái nhát hết không Tư? Không tu là tiêu diệt luôn hả? Sao không Tư? Vậy chứ làm sao giờ? Cháu thấy hồi ngày xưa mà cái câu ngụ ngôn mà thầy đã nói rồi tất cả mọi người đều nhớ đó. Ngày nay bổn đạo thì đông mà ngày sau chuồng dông chở không có đầy. Đó. Cái câu nói thì nói là để cho tất cả chúng sanh thức tỉnh rằng cái chân với cái giả nó khác nhau. Tu thì phải tu chân thiệt, nó mới tồn tại vĩnh viễn. Còn nếu không thà không thể nào tồn tại vĩnh viễn nữa. Vì cái chân và cái giọng, chân giả đó. Vì là 10 phần hết 7 còn 3. Hết 2 còn 1 mới ra thấy bệnh được. Dạ. Mà cháu tính 10 phần mà chết hết 9, còn có 1 người. Thầy nói 1 chân, 9 chết 9 là nói hết toàn bộ thế giới luôn. Đó. Toàn bộ thế giới luôn. Mà tất cả các nước khác không có đạo đó thì chết rất là nhiều, khủng khiếp lắm. Những cái động đất là khủng khiếp, cái động đất là không có thể tưởng tượng nổi, nhà sập hết, cuốn hết trơn. Nó cuốn hết. Cái cảnh thiên tai bây giờ mấy cháu đó thấy rồi. Yeah. Rồi cái cảnh mà Liên Xô mà nó quýnh như Ukraine là mình thấy là không có tưởng tượng nổi, bây giờ thành đống gạch vụn luôn. Yeah. Thành ra bây giờ cái chiến tranh là nó rất là mạnh. Yeah. Tạo cái cảnh mà nhà không nhà vắng. Yeah. Như cái vừa rồi cái dịch bệnh vừa rồi cháu thấy cái chị thì 16 đó, phải không? Chị 16 rất là nghiêm nhặt. Do đó mà mấy năm trời mà mình, mấy tháng trời chứ mình không có ra đường được. Không có đi đâu được hết. Thậm chí đi chợ cũng phải có giấy phép. Yeah. cái khổ đó mình nếm rồi. Yeah. Nói vậy đó. Dạ thì ông Tư ơi, vậy là mình khuyên bà con một câu cuối cùng là mình kết thúc lại ha ông Tư. Kêu bà con phải ăn chay niệm Phật làm lành này kia đặng để mình vượt qua cái khó khăn này ha ông Tư, tại vì cuộc đời này sắp đến ha ông Tư. Bây giờ thì mình còn mong muốn cái gì nữa ngoài cái ăn chay để niệm Phật? Đây là cái then chốt cuối cùng của cái ngày giờ năm tháng đã hết qua cái năm nay, qua tới năm 23 chấm dứt hết tất cả mọi cái sự việc rất là lớn lao, qua ngày năm 2023. Cái cảnh mà Liên Xô quánh Ura nó sẽ hết. Rồi tất cả cái cảnh mà đói khát rồi nó sẽ bắt đầu nhóm lên, bừng dậy tất cả khắp nơi trên thế giới. Cái lương thực đó, gạo, thóc, tất cả thuốc men đều do nơi cái từ ở trong cái mỏ dầu lửa mà nó sinh ra. Mà bây giờ mỏ dầu lửa không khai thác được thì làm sao mình chế biến được nữa. Đó là cái khổ của tất cả chúng sanh phải chịu lại nhận lãnh mấy cái hình phạt đó. Cái sự đau khổ đó. Như thầy thu ngũ hành lại vậy. Vì là cái sẽ đến vào cái nguồn gốc của dầu, do dầu mà nó sẽ sẵn xảy ra cái chuyện đó hả? Do nó dầu lửa, dầu quả. Trong cái mỏ dầu quả nó tới 72 quá chất để mà nó tạo tất cả những cái cơm ăn, áo mặc, thuốc men gì, mấy cái quá chất mà nó chế tạo vào thuốc tây đó, từ trong mỏ dầu lửa mà ra. Rồi khi mà mình không có còn mà vận chuyển nó được nữa thì bây giờ nó không còn cái nguồn cung ứng nữa. Rồi nó sẽ chấm dứt. Cái đau khổ đó nó rất là lớn. Bây giờ có những nước mà sữa không có đủ uống. Đó. Không có đủ cho con nít đâu. Và cháu thấy rồi. Bây giờ tất cả các nước như Bắc Hàn hay là Trung Quốc là cái cảnh đói khổ nó không tưởng tượng nổi đâu. Mình không có thấy, mình không biết. Chứ cái cảnh mà tai ương của nó trong cái lục lội vừa qua là mình thấy nó rất là nhiều. Nó tạo cái sự khổ cho con người rất là lớn. Và tại vì mình không có chú ý rồi mình không có thấy được. Đó là cái lời nói sau cùng tôi muốn nhắn nhủ với tất cả bà con cô bác mình, hãy ráng ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ. Đó là cái điều tiên quyết ở trong cái giáo lý của Bụi Sơn Kỳ Hương dạy rất là kỹ lưỡng. Hay quá, hay quá, tài.